Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lạy Phật Pháp Tăng chứng minh. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng đang có mặt tại buổi thiền trà tối hôm nay tại chùa Huệ Nghiêm Giảng Tự, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên xin cho phép chúng con được bày tỏ sự tri ân đối với lại quý thầy, quý sư cô đã tạo nhân duyên lành cho chúng con được trở về với chùa Huệ Nghiêm Giảng Tự, được đảnh lễ Tam Bảo và được có mặt tại đây trong một không gian thiền vị như thế này. Và sau đó có một thời cùng chia sẻ với lại tất cả quý vị Phật tử đang có mặt tại đây. Và xin được gửi một lời chúc an lành đến tất cả quý vị đang có mặt tại đây tối hôm nay. Thật ra thì hôm nay là lần thứ ba mà Trí Dũng được ngồi tại đây. Nhưng cái lần này thì có một cái sự khác biệt so với lại hai lần trước đó. Hai lần trước đó thì Trí Dũng về đây nhưng chỉ ngồi đây trên này có một mình thôi, để mà chia sẻ với lại quý bà con ở trong đạo tràng kiếm thị. Nhưng ngày hôm nay thì Trí Dũng cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì là ngồi đây không có trong cái sự đơn độc, mà được ngồi cùng với lại quý thầy, quý sư cô. Thì Trí Dũng cảm thấy cái năng lượng nó được nhân lên rất là nhiều. Và một cái niềm hoan hỷ nữa là Trí Dũng thấy hôm nay cũng có rất là nhiều quý vị trở về đây, đặc biệt là các bạn trẻ. Cho Trí Dũng hỏi là ở đây những quý vị nào mà mới gặp Trí Dũng lần đầu? Có ai mới gặp Trí Dũng lần đầu không ạ? Đó, rất nhiều đúng không? Cho nên chúng ta mới phải tham dự cái buổi thiền trà tối hôm nay với lại cái chủ đề là gì? Kết duyên đẹp tường trần. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là trước đó chúng ta chưa có duyên với nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà chúng ta gặp được nhau rồi thì chúng ta phải làm gì nữa Chúng ta phải kết duyên với nhau, đúng không quý vị? Thì hồi nãy giờ quý vị thấy á, từ đầu buổi đến giờ chúng ta đã được trải qua rất là nhiều các cái chương trình. Quý vị được hát thiền ca nè, được ngồi thiền với nhau, đúng không? Được ngồi thiền với nhau. Rồi sắp tới chúng ta chuẩn bị được uống trà với nhau nữa. Đã đúng với lại cái tựa đề tối nay là chương trình thiền trà. Tức là chúng ta vừa có thiền mà vừa có trà. Thì thật ra đại chúng chắc cũng không có xa lạ gì với lại cái thiền trà. Nếu quý vị có theo dõi thì quý vị cũng thấy rằng là thiền trà là một cái nét đẹp được phát xuất từ làng Mai. Thì quý vị có thể có rất là nhiều các cái cách hiểu khác nhau về thiền trà. Nhưng tuy nhiên Trí Dũng xin chia sẻ rằng chúng ta có thể nghĩ một cách đơn giản. Thiền trà là gì? Thiền trà tức là chúng ta ngồi lại cùng nhau uống trà với nhau. Chúng ta ngồi lại với nhau như là những người thân thương, những người anh chị em trong cùng một gia đình, cùng nhau tận hưởng ly trà trong một niềm hoan hỷ. Khi mà chúng ta tới đây thì quý vị thấy rằng là có thể ban đầu chúng ta là những cái người xa lạ, là mình không biết nhau. Ở đây thì quý vị đến trong cái đạo tràng hiện tại là quý vị thấy những người xung quanh mình đều là những người lạ, đúng không? Có thể là có một vài bạn là chúng ta rủ một vài người thân đi chung với nhau. Nhưng mà ít ra sau cái buổi thiền trà này thì chúng ta biết được thêm một vài người mới. Hoặc là có những người chúng ta đã biết rồi, nhưng trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ biết họ nhiều hơn, chúng ta sẽ biết họ kỹ hơn, chúng ta sẽ biết họ rõ hơn. Thì đó chính là cái ý nghĩa của thiền trà. Chỉ đơn giản là một cái buổi uống trà, chúng ta ngồi lại với nhau để chúng ta trở thành
những người thân thiết, những người anh chị em, những người bạn hữu cùng nhau đi trên cái đường đạo này. Và khi chúng ta uống trà, chúng ta thật sự có mặt cho nhau, thì đó là cái ý nghĩa của thiền trà. Cái sự có mặt ở đây á, có nghĩa là chúng ta đưa thân và tâm của mình trở về cùng có mặt ở đây, ở hiện tại và tại đây. Bình thường á, tất cả chúng ta ai cũng có một cái ngôi nhà, nhưng chúng ta lại rời xa cái ngôi nhà của mình. Chúng ta cứ đi từ cái chỗ này đến chỗ kia, rồi chúng ta bỏ quên mất cái ngôi nhà của mình. Ngôi nhà đó là gì ạ? Ngôi nhà đó chính là cái thân này của mình. Chính là cái thân này đây. Cái thân đang hiện hữu ở trước mặt chúng ta là cái ngôi nhà mà ai cũng có. Tuy nhiên bình thường quý vị thấy ở trong cuộc sống ít khi chúng ta thật sự có mặt thân và tâm tại một chỗ lắm. Nhiều khi bây giờ đang ngồi đây nhưng đau chân quá, cũng nghĩ rằng chừng nào cái buổi này mới kết thúc, chừng nào thầy Ngộ Chí Dũng mới nói xong để mình được đứng lên. Không biết ở nhà giờ này ba mẹ đang làm gì. Có rất là nhiều cái suy nghĩ cho chúng ta thấy rằng là ít khi thân và tâm chúng ta ở yên một chỗ. Thì trong cái buổi thiền trà ngày hôm nay, chúng ta chỉ làm một cái nhiệm vụ đơn giản thôi. Đó là chúng ta đưa thân và tâm của mình trở về như nhất, có mặt an trú tại đây và bây giờ. Và khi chúng ta làm được điều đó thì quý vị sẽ có một năng lực đặc biệt, đó là gì? Đó là chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc ở ngay hiện tại này. Bình thường ở trong cuộc sống á, cái cuộc đời chúng ta dù ít dù nhiều cũng có khổ đau trong đó, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng vẫn có những hạnh phúc. Nhưng chúng ta không tìm thấy, chúng ta không cảm nhận được những hạnh phúc đó, bởi vì chúng ta ít khi đưa được cái tâm và cái thân mình trở về một chỗ. Có nhiều bạn trẻ tâm sự với Chí Dũng rằng nhiều khi sống với lại ông bà của mình, nhưng đến một ngày khi mà ông bà của mình mất đi á, thì mới chợt nhận ra một điều rằng là mình với lại ông bà mình chưa hề có một tấm hình chung nào cả. Không biết ở đây các bạn có như vậy không, nhưng có rất nhiều bạn trẻ tâm sự với Chí Dũng điều này. Hạnh phúc đôi khi đến từ những cái điều đơn giản, đôi khi chỉ là những bức hình chụp chung với ông bà cha mẹ, đôi khi chỉ là những bữa cơm gia đình được ngồi ăn cùng nhau, đôi khi chỉ là những buổi thiền trà chúng ta có mặt cùng nhau uống trà, cùng nhau mỉm cười. Chúng ta không cảm nhận được bởi vì chúng ta chưa thật sự có mặt và chúng ta chưa tìm được, chúng ta chưa nhận ra được điều đó. Có một cái câu nói mà Chí Dũng rất là thích của sư ông: hạnh phúc nó không phải là một cái đích đến, mà hạnh phúc nó chính là cái cuộc hành trình. Không có một cái đích đến cho hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là cái hành trình, chính là cái sự trải nghiệm. Mỗi một khoảnh khắc chúng ta có mặt cho nhau, mỗi một khoảnh khắc chúng ta tồn tại trong cuộc đời này, chúng ta đều có thể tìm ra được hạnh phúc của mình nếu chúng ta biết chế tác năng lượng của sự tỉnh thức, năng lượng của chánh niệm cho bản thân mình. Chúng ta sẽ không bỏ qua được những cái hạnh phúc rất giỏi bình thường, nhưng khi chúng ta cảm nhận được điều đó, chúng ta thấy rằng đó là những khoảnh khắc thật sự màu nhiệm. Cho nên trong buổi thiền trà ngày hôm nay là một cơ hội để cho tất cả mọi người cùng nhau trở về đây. Nếu chúng ta có những muộn phiền, chúng ta có những luyến tiếc trong quá khứ, chúng ta có những lo lắng về tương lai, thì bây giờ xin quý vị hãy đặt hết tất cả qua một bên, chỉ để có mặt tại đây và bây giờ, để chúng ta tận hưởng đi, chúng ta tìm thấy được cái hạnh phúc ngay tại buổi thiền trà này. Đại chúng có làm được không ạ? Có được không ạ?
cho một tràng hoa tay đi ạ. Thưa đại chúng, thì trong cái buổi ngày hôm nay, quý thầy tổ chức một cái chương trình thiền trà với cái chủ đề là kết duyên đẹp đường trần. Kết duyên đẹp đường trần. Thì ở trong cái tựa đề này, Chí Dũng cũng xin được chia sẻ để đại chúng có thể hiểu được rõ hơn về cái ý nghĩa của cái chủ đề này. Thì thưa đại chúng, theo như những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy, tất cả mọi thứ nó xảy ra trong cuộc đời này, nó đều có nhân duyên. Giống như quý vị thường nghe cái câu nói là trăm triệu cái hạt mưa rơi á, thì không có cái hạt nào rơi nhầm chỗ cả. Bất cứ một cái người nào mà xuất hiện ở trong cuộc đời mình thì cũng là cái người chúng ta cần gặp, và họ đến với chúng ta cũng đều có một cái nhân duyên, là một cái lý do nào đó. Giống như bình thường quý vị thấy, nhiều khi mình ở nhà chẳng hạn đi, đôi khi mẹ mình nhờ mình chở đi chợ, đôi khi mình câu có với mẹ mình nói tại sao trong nhà nhiều người mà mẹ không nhờ người khác, mẹ nhờ mình. Quý vị có tự hỏi gì không? Thì tại sao? Nó cũng có cái nhân duyên. Bởi vì mẹ thấy rằng là mình là cái người dễ thương, mình là cái người có thể nhờ được, cho nên mẹ mới nhờ mình. Chứ nếu mà cái người mà không thể nhờ được, cái người mà không có duyên thì đâu ai dám nhờ, đúng không quý vị? Mình đâu có dạy gì mình nhờ một cái người mà mình thấy không giúp được mình, hay một cái người mà không ngoan hỷ thì mình đâu có nhờ được. Cho nên là bất cứ một cái gì nó xảy ra trong cái cuộc sống này, nó cũng đều là nhân duyên. Và mọi thứ nó đều do nhiều cái duyên hội tụ ở trong đó. Giống như ngày hôm nay quý vị có mặt ở đây á, cũng có rất là nhiều duyên ở trong đó. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có được một cái không gian như thế này để mà mình cùng nhau ngồi thưởng trà, mình cùng nhau ngồi chia sẻ. Khi mà Chí Dũng đến từ lúc 6 giờ thì Chí Dũng có thấy rằng là lúc đó quý thầy, quý sư cô với một số anh chị Phật tử đang ngồi chăm chút từng cái tiểu cảnh, từng cái bàn trà cho đến những cái bình hoa, để cho quý vị có được một cái không gian thế này để chúng ta cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau chia sẻ đó. Và nếu chỉ có quý thầy ở đây thì cũng không thể có được cái buổi thiền trà này, nếu thiếu quý vị cũng không có được, mà nếu chỉ có quý vị mà không có quý thầy thì cũng không có được cái buổi ngày hôm nay. Cho nên quý vị thấy đó, mọi thứ nó đều do nhiều cái duyên. Duyên á là condition, tức là những cái điều kiện nó hợp thành. Nó để có được một cái buổi thiền trà hôm nay, quý vị thấy rất nhiều thứ, từ bình hoa, từ trà, từ bánh, từ quý vị, từ quý thầy, rất là nhiều thứ hội tụ ở trong đó. Nó thì cũng như vậy. Nhưng tuy nhiên á, một cái điều quan trọng á quý vị cần thấy được rằng là đúng là mọi thứ là do nhiều cái duyên nó hợp thành, nhưng trong đó ai là cái người quyết định nhân duyên chính? Ai à quý vị? Có nhiều bạn dỗ lên rồi. Đó là mình, đúng không? Mình là cái người quyết định nhân duyên chính cho cuộc đời của mình. Mình là cái người tạo ra nhân duyên. Ví dụ giờ tham dự cái buổi thiền trà này xong, thấy cái bạn nó dễ thương quá, muốn gieo duyên với bạn, có cái duyên trong đây rồi, mình có cái duyên gặp gỡ hôm nay là mình đã có duyên với nhau rồi, mà mình muốn kết duyên với người bạn đó làm sao? Xin số phone, kết bạn Zalo, là kết duyên. Tức là khi mình có cái duyên rồi, nhưng mình muốn cái duyên nó bền chặt hơn, nó được lâu dài hơn, nó được vững bền hơn, thì mình phải kết duyên. Kết duyên tức là một cái hành động, một cái việc làm mà mình làm cho cái nhân duyên giữa mình và một cái điều gì đó nó trở nên sâu dày hơn, thì là kết duyên. Thì cũng như vậy, cái tựa đề ngày hôm nay là kết duyên đẹp tường trần. Cái chữ kết duyên ở đây á, đại chúng có thể hiểu rằng là chúng ta kết duyên với ai? Quý vị là những cái người chúng ta đang sống ở trong cõi này là cõi gì? Cõi hồng trần ta bà, đúng không? Và chúng ta kết duyên ở đây, chúng ta đến chùa là chúng ta kết duyên với ai? Kết duyên với lại Phật Pháp. Kết duyên với lại Phật Pháp, với lại
lại Tam Bảo, với lại Phật Pháp Tăng. Quý vị có được cái nhân duyên chúng ta đến chùa rồi, chúng ta đã gieo được cái duyên với lại Phật Pháp rồi. Nhưng cái điều quan trọng, làm sao để chúng ta kết duyên được với lại Phật Pháp? Làm sao để cho cái nhân duyên giữa chúng ta và Phật Pháp được sâu dày, được bền chắc hơn? Quý vị thấy có rất nhiều người có một thời gian họ đi chùa rất tinh tấn, họ đến chùa tụng kinh, ngồi thiền, công quả rất là tinh tấn, rất là đều đặn. Nhưng có thể vì một cái nguyên do gì đó, vì một cái hoàn cảnh, do công việc, hoặc ví dụ đi chùa thấy cái mặt bà đó thấy ghét quá không đi nữa, có bà là không có con cho nên không đi nữa, thì là chúng ta nói rằng hết duyên. Chúng ta nói hết duyên. Nhưng thật ra cái duyên có hết không quý vị? Thật ra cái duyên nó không hết, mà do chúng ta là cái người cắt duyên. Mình ghét một ai đó cái mình nói tôi với người đó hết duyên rồi. Nhưng thật ra có hết không quý vị? Hay do chúng ta là cái người cắt duyên? Thì đây là cái chỗ chúng ta cần phải nhìn nhận lại. Cái người quyết định nhân duyên là bản thân của mình. Khi chúng ta có được nhân duyên với Phật Pháp rồi, làm sao để cho cái nhân duyên giữa mình với lại Phật Pháp được sâu dày hơn, là chúng ta là cái người quyết định. Thì làm sao? Quý vị làm sao? Đó là chúng ta phải đi chùa thường xuyên. Cách dễ nhất là gì? Đi chùa thường xuyên, gặp gỡ quý thầy quý sư cô, để chúng ta cùng nhau đồng hành với lại quý thầy quý sư cô trong các cái Phật sự, trong các cái thiện nguyện. Đó là một trong những cái cách dễ nhất để quý vị kết duyên được bền vững với lại Phật Pháp. Cho nên Chí Dũng hy vọng rằng là ngày hôm nay thì ở đây Chí Dũng thấy rằng là có rất là nhiều các lứa tuổi khác nhau. Có những bạn trẻ, bên cạnh đó cũng có một số cô chú. Có thể mọi người chưa biết nhau, chúng ta đang là những người xa lạ. Nhưng sau cái buổi thiền trà này rồi, hy vọng tất cả mọi người hãy xem nhau như là những người thân, như là bạn tôi, như là anh em tôi. Giống như cái bài hát ở đầu giờ chúng ta vừa hát á, chứ xíu nữa hát lại bài đó lần nữa, để tất cả mọi người chúng ta như một gia đình, mình đồng hành với nhau trên mọi cái chặng hành trình với sự hướng dẫn của quý thầy quý sư cô. Thì khi đó thì Chí Dũng tin rằng là quý vị sẽ được kết cái nhân duyên bền chặt với lại Phật Pháp. Và Chí Dũng cầu chúc cho tất cả quý vị trong cái buổi thiền trà ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều an lạc, và có được thêm nhiều những người thiện hữu tri thức để đồng hành với mình trên chặng đường này. Thời gian thì có giới hạn, cho nên là Chí Dũng chỉ xin chia sẻ một vài cái ý quan trọng như vậy thôi. Còn lại thì mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với quý thầy, quý sư cô, để chúng ta có một buổi thiền trà thật là nhiều ý nghĩa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.